À, nhìn cô gái từ Hà Nội về trắng trẻo mà nó non nõn có nghĩa là rất là mộc mạc á anh chị. Nhìn rất là mộc mạc, còn râu có râu nữa đó, thấy râu nữa. Gia đình cấm rất là dữ, cấm dữ lắm, cấm mà cảm giác như mình không thể đến được với nhau á, mà càng cấm lại tự nhiên là càng thương, càng yêu, càng sợ mất. Nên là tụi em quyết định là bằng mọi giá sẽ đến được với nhau. Tới năm lớp 8 á thì em nghỉ học để chăm ba đứa em còn lại đi học, phụ bố mẹ làm rẫy, gia đình cũng khó khăn. Vậy gia đình vợ em cũng khó khăn. Mẹ chạy xuống mẹ lấy căn xăng mẹ đổ lên đầu, từ đầu đổ xuống á. Xong mẹ đi là mẹ tính đốt ảnh mẹ đốn á, mẹ chạy đi lấy hộp quẹt là ở trên này, là em dắt ảnh chạy ra ngoài sân, chạy đi ra ngoài đường á. Ba em chạy ra, đem em vô là tối là ba em không có đánh em, mà mẹ đánh tơi bời luôn. Mẹ lấy cái chày mẹ cứ đánh trên đầu xuống cục cục, xong mẹ còn lấy kéo mẹ cắt hết tóc nữa. Rồi. Dạ. Tên là Phạm Xuân Thống, năm nay em 39 tuổi. Em bán hàng livestream, phụ của em là MC tiệc cưới. Bây giờ ở đâu? Dạ, em được sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Vậy là hai đứa là xuống đây để tham gia chương trình đúng không? Dạ. Rồi mời em. Dạ, em là Phạm Thị Mỹ Nguyên, năm nay em 36 tuổi, em cũng bán hàng. Sản phẩm là cái gì? Em bán đặc sản Tây Nguyên, nhà em nuôi ong, em có mật ong, cà phê. Ồ, trên đó là nổi tiếng là mật ong đó nghe. Thôi bây giờ kể cho anh nghe, cái thời gian trước đó, hai đứa quen nhau như thế nào? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là anh lên nhà em chơi với em gái của em. Dạ. Là tình chị duyên em à? Hay là tình em duyên chị? Dạ không, chơi với bạn thôi, chơi bạn thôi. À. Bạn với em gái thôi. Dạ. Có nghĩa là bạn là quen với em gái của em, là bạn bè với nhau. Rồi xong rồi tới nhà, dạ, rồi gặp chị xinh quá rồi anh cua chị phải không? MC kể đi nè. Lúc trước là em quen em của vợ em, là quen đứa em, nhưng mà đứa em thì nó còn nhỏ quá. Đó, quen là bạn của đứa em nhưng mà đứa em nó còn nhỏ quá, cho nên là tình cờ lên dịp lên nhà chơi thì gặp vợ em hiện tại đó là ở Hà Nội mới về. Nhìn cô gái từ Hà Nội về trắng trẻo mà nó non nõn có nghĩa là rất là mộc mạc á anh chị. Nhìn rất là mộc mạc, còn râu có râu nữa đó, thấy râu nữa trắng quá đó. Dạ, cho nên là mấy dạ loài râu chị cũng vậy đó. Em thì em gặp Thống thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không ấn tượng gì luôn. Lúc đó ảnh sao em kể cho anh nghe đi, cái hình dáng có anh trắng sao? Hơn dày không hay cũng dày mà đen hơn? Đen hơn, ốm đen hơn, ốm hơn. Dạ. Rồi nói chuyện sao? Nói chuyện khéo lắm. Bao lâu thì mới bắt đầu mới tìm cách để mà cua cô này? Sau khi đã thích rồi thì bắt đầu là em cứ kiếm cớ lên nhà chơi với đứa em á. Rồi để em lén lén em nhờm cái cô mà em thích. Lúc đó là em ở với gia đình, với ba với mẹ đúng không? Dạ, nhưng mà đi học là xa nhà là ở trọ. Ở trọ. Em ở trọ. Còn anh đó thì mở tiệm sửa xe. Cũng ở một mình. Ở mình. Dạ. Nhưng mà từ cái chỗ sửa xe đến cái chỗ nhà trọ của em nó xa không? Dạ gần. Cả gần, vừa gần trường mà vừa gần nhà trọ luôn. Rồi đến bao lâu thì em mới cảm nhận được cái tình cảm của ảnh và em chấp nhận ảnh? Tức là đến bao lâu thì em mới cảm nhận được đó, là em đã bắt đầu thích ảnh? Đó. Nhanh lắm, tại vì tụi em từ lúc quen tới lúc cưới là có 4 tháng à. Cũng lâu quá chứ. Cái cảm giác của lúc em lúc đó là gia đình cấm rất là dữ, cấm dữ lắm, cấm mà cảm giác như mình không thể đến được với nhau á, mà càng cấm lại tự nhiên là càng thương, càng yêu, càng sợ mất. Nên là tụi em quyết định là bằng mọi giá sẽ đến được với nhau. Nhưng mà gia đình từ phía nào cấm? Dạ, lúc đầu thì gia đình em cũng chia sẻ một xíu về gia đình em. Gia đình em là nông thôn, 18 năm trước thì gia đình em là nông thôn và ba em là sức cũng yếu á. Gia đình thì có 4 anh em. Năm học lớp 4 thì em đã đi chăn bò rồi, cho nên cái thời gian mà để mà học á thì nó không có. Với lại học cũng không nổi nữa, đi chăn bò mà đi bộ dắt bò cả cây 2-3 cây số về 12 giờ trưa thì đi học cũng không nổi. Cho nên là học tới năm lớp 8 á thì em nghỉ học để chăm ba đứa em còn lại đi học, phụ bố mẹ làm rẫy, gia đình cũng khó khăn. Vậy gia đình vợ em cũng khó khăn, nhưng mà lúc đó thì mẹ của mẹ vợ với là ba vợ thì cũng muốn con cái của mình, con gái mình á thì cũng học hơn một chút, rồi có nghề có nghiệp, hoặc là có ưng chồng thì cũng ưng chồng được hơn một chút. Thì lúc đó gia đình em khá khó khăn lắm, hình như là khổ như là nhất xã ở cái thời điểm đó. Cấm đoán, tại vì em biết là vì gia đình em nghèo nên mới cấm đoán. Cho nên hồi trước kia, trước đó thì em năm 18-19 tuổi á thì cũng đã quen 1-2 cô gái ở thôn rồi. Thì gia đình họ thấy em nghèo á, cho nên là người ta cũng cấm con gái họ rồi, đưa con gái họ đi xa. Cho nên là em biết là vì gia đình em nghèo cho nên là mới cấm đoán như vậy. Khi mà gia đình em biết là em yêu anh này, lúc đó gia đình em phản ứng sao? Lúc mà em quen ảnh rồi là em bắt đầu lơ tơ mơ, không có lo học nữa. Mới 18 tuổi, học cấp 3. Ba nghe người ta đồn á, ba mẹ nghe em quen ảnh á,
Thì ba mới đêm đó ba mới kêu là mày gọi vào, mày gọi nó vào đây cho tao nói chuyện. Xong cái em cũng gọi ổng vô. Ba hỏi là thế bây giờ chúng mày thế nào? Anh niệm gan to, anh kêu chứ dạ tụi con yêu nhau. Anh vừa nói câu đó xong là mẹ từ dưới nhà lên mẹ đánh quá trời luôn. Đánh túi bụi luôn. Đánh, dạ. Đánh tại nhà luôn. Đánh tại nhà luôn. Ném. Lúc đó có bỏ chạy không? Không, dạ. Ngồi im luôn. Mẹ lấy ly tách bàn bình trà rồi mẹ ném mà ảnh ngồi im. Khi em tới em đỡ mà em càng đỡ thì mẹ càng tức á. Tức cái mẹ chạy xuống dưới nhà. Hồi xưa là đi nhà đi buôn bán á, mà hồi đó lúc nào trong nhà cũng có canh xăng sẵn hết á, để nửa đêm mà đi hết xăng là đổ vô á. Mẹ chạy xuống mẹ lấy canh xăng mẹ đổ lên đầu, từ đầu đổ xuống á. Xong mẹ đi là mẹ tính đốt ảnh á. Mẹ đốt á, mẹ chạy đi lấy hột quẹt là ở trên này là em dắt ảnh chạy ra ngoài sân, chạy đi ra ngoài đường á. Ba em chạy ra đem em vô là tối đó ba em không có đánh em mà mẹ đánh tơi bời luôn. Mẹ lấy cái chày mẹ cứ đánh trên đầu xương cục cục, xong mẹ còn lấy kéo mẹ cắt hết tóc nữa. Rồi. Dạ. Rồi sau cái lần mà khủng khiếp đó thì chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm đó thì em thiếp đi em ngủ, cái sáng sớm vậy em thấy nhà vắng tanh không có ai hết á, giờ là do mẹ đi bán rồi á. Em mới điện thoại dặn đi cổng sau á là để em trèo tường em đi ra. Cái điện chồng anh đứng cái đường đằng sau rồi. Là em mới trèo qua chuồng heo á. Em trèo qua chuồng heo để em đi ra. Mà đằng sau nhà em là cái vườn cà phê. Em mới có còn ở trong vườn cà phê là ở ngoài cho em nghe mẹ em đánh chửi nữa. Là lúc đầu là mẹ em là đồng ý. Bên nhà vợ là cấm không cho quen. Nhưng mà mẹ em thấy em thương á, cho nên là mẹ em đồng ý. Thôi thì có bên đó khó quá thì cứ dắt về ở gia đình mình. Cái đêm mà đổ xăng đốt em á, xăng mà đổ trên đầu là nó ngợp lắm, nó lạnh mà nó ngợp, hai con mắt mình cay không có thấy đường chạy đâu. Vợ em dắt em chạy ra thì cái là chạy mấy đứa bạn xong nó chở em về là thoát rồi đó. Và sáng 5 giờ sáng á, thì vợ em mới điện là anh ơi anh vô cứu em, chết tóc mẹ em cắt hết rồi mà chân tay đồ mẹ em đập sưng, đầu sưng hết rồi thì chắc ba mẹ em không đồng ý đâu, thôi thì hai đứa mình tính đường mà đến với nhau sống thì tính đường mà sống với nhau thôi. Xong em nghe vậy thì sẵn cái xe của cái ông khách á, xe Kim Thái hồi đó ông mắc tiền lắm. Ông mới sửa cái bori xong em sửa xong cho ông kêu tôi chú đứng đây chú đợi con chút, con có việc gấp lắm. Mà ông thì mới 5 giờ sáng thì ông có việc đi chợ ông cũng gấp mà mình gấp hơn. Kêu chú đợi con chút thôi. Là con chạy vô cách đó 14 cây lái xe, ông chạy vô tới ở phía sau vườn của vợ con á. Là đợi vợ con băng leo chuồng heo la đi ra để đón đưa đi. Ai giờ leo ra bị dính lại. Ai giờ leo ra chuồng heo thì gặp ông cậu là ông em của bà già vợ. Ông mới báo là bà Thọ ơi tôi thấy bà già vợ ông là bà ngoại thấy là con Quyên nó leo rào nó đi đâu kìa, nó xách quần áo kìa. Bà ngoại bà nghe vậy cái là bà quằn ra phía sau, bà đập cái xe Rim Thái của người ta nát hết luôn. Quýnh con chặn nữa đó. Mà bị đánh xe rồi nát nên vẫn rồi đó. Con thì núp trong vườn cà phê. Đợi. Tới lúc mà tan hết rồi là hai đứa dắt nhau về nhà anh ở nè. Dạ. Về nhà anh luôn. Về nhà anh đúng đi luôn. Là cái bữa đó là dạ. Quyết định đi luôn. Dạ. Không có quay về nhà. Dạ. Quyết định rồi, quay về luôn. Nhà em dạ. Chết luôn á. Nhưng mà mẹ vẫn có nghĩa là chắc là mẹ cũng tức giận lắm rồi. Kiểu dạ. Giống như mày đi cho mày đi luôn đúng không? Dạ. Rồi thôi bây giờ hai đứa qua cái màn vui vui hơn vui xíu đi dạ. Là nói xấu nhau đi cho nó vui. Đâu fan chương trình là chắc biết cái phần này mà đúng không? Đó, thôi bây giờ vợ đi, vợ trước đi. Có một cái điểm là hay nói nhiều. Ông MC mà. Cái công việc là phải chỉnh chu, gọn gàng, khó chịu trong công việc. Cho nên hai vợ chồng hay cứ cãi qua cãi lại chuyện công việc dạ. Ví dụ như mà khách tới mua mà lựa xong là ông bắt em là phải ngăn nắp liền, gọn lại xếp lại liền, vừa bộn là không chịu ảnh đúng không vừa dạ. Cái quần mà nó cái một chồng quần gì mà nó méo một cái thôi là ông cũng nhăn nữa, phải thẳng ông. Quá vậy là tính đó. Tốt nha à. Vậy là tốt nha, tại vì á một cái shop á nhiều khi mình vô chừng lắm mình đâu có biết được. Khách khác ập tới người ta nhìn vậy ta nói thôi không được, nhiều khi đồ này không phải đồ mới, đồ này đồ cũ, đồ sida sao. Vô một cái shop ngay ngắn gọn gàng, nhìn màu sắc kiểu dáng dễ nhìn là nó sẽ khác liền. Dạ. Đúng không? Đúng không? Em cũng nghĩ gì đúng không? Cái đó là tính tốt chứ mà tính xấu nha. Nhưng mà nhiều khi em chưa có kịp dọn là ổng cằn nhằn rồi. Cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Có ghen không? Có ghen một xí. Dặn em là qua 10 giờ đêm khách có nhắn tin cũng không trả lời. Nhưng mà nhà em đa số toàn là khách nam, tại bán đồ nam. Đêm mới mua, bị gì? Ban ngày đi làm việc mệt quá. Thì bắt đầu á, tất cả mọi thứ xong xuôi rồi, tối rảnh trước khi đi ngủ sang sale. Sang rồi mới hỏi giờ làm sao. Ủa mà sao nó mâu thuẫn vậy ông Thống? Dạ. Ông bán quần áo nam
mà ông không cho chủ shop người ta trả lời là sao? Không, qua 10 giờ đêm là không được trả lời. Ừ. Mà bây giờ đó người ta mới rảnh, người ta nước. Chị Một có biết bây giờ là trào lưu là toàn là săn sale ban đêm không ạ? Đúng rồi. Đúng không chị Một? Đó. Công việc của em buổi trưa, nếu mà em không đi làm tiệc cưới thì em phải live stream cái nông sản Tây Nguyên là từ lúc 10 giờ cho tới 1 giờ. Ừ. Chiều là có thể em đi làm tiệc cưới từ lúc tới 5 giờ chiều cho tới là 9 giờ đêm rồi. Ừ. Cho nên là 10 giờ em mới về tới nhà, cho nên là tin nhắn cứ reo miết là em cũng khó chịu, bỏ, ngủ không được. Cho nên là em muốn là tất cả các việc là kết thúc lúc 10 giờ. Thôi mình tạm mình nghe đi chị. Rồi em mong chồng em thay đổi điều gì? Duy nhất là bớt ít nói lại thôi. Trời ơi, nghề của người ta mà biểu tớ ít nói lợi rồi làm sao? Ờ, bệnh nghề nghiệp đó cơ. Bớt nói nhiều, bớt nói nhiều ở nhà đúng không? Bây giờ tới tật xấu của vợ đó. Em khui đi rồi anh hỏi. Cái tật xấu của vợ em là không có ngăn nắp. Rất là bề bộn luôn. Đôi khi em đi làm về mệt mà em thấy bề bộn quá, em khó chịu, em kêu trời ơi gọn gọn cho đi em. Là mấy mẹ con là mua bánh, mua kẹo, mua thức ăn là ăn xong là còn nguyên hiện trường luôn. Rồi bắt đầu là đi xuống quán là em ở nhà là em phải dọn hiện trường đó ra. Bắt đầu em mới xuống đó rồi dưới này là mấy mẹ con ăn sáng là nguyên thêm một hiện trường nữa. Rồi mình lại dọn dẹp. Là em tiếp tục em dọn dẹp, mà nếu mà em nói thì nó ức chế em. Có đâu phải nói được. Em hiểu, phải nói em hiểu, đúng em hiểu. Khổ tâm, đúng rồi. Khổ tâm chịu nổi. Tại sao mà chị này, chị nói là cái tật xấu của anh là quá ngăn nắp. Tại sao ngăn nắp là nó có vấn đề. Trong khi cái tật ngăn nắp ta tốt như vậy đó mà dám đơm đặt lên là cái tật xấu. Con không có, em có bề bộn đâu, chưa kịp dọn thôi. Chưa kịp dọn. Chưa kịp dọn là ổng nhanh tay vô. Đúng rồi. Có ghen không? Có một ít á. Em đã nói rồi là em làm việc là vì đam mê. Em biết giữ mình lắm cho nên là yên tâm. Em đã nói vợ em rồi. Lần á là có một con bé, nói chung cũng quen vợ em luôn. Thì nó xin anh Thắng ơi cho em chụp hình với anh tắm đi. Cái là xin hoài mình từ chối quá thì nó cũng kỳ nữa. Và con nó cũng chuẩn bị lấy chồng nữa. Thì nếu mà mình từ chối nó quá thì nó không kêu mình làm tiệc cho nó rồi làm sao? Cái là thôi đồng ý luôn. Cái là tới chụp hình mà sao mà chụp hình sát người quá. Ôm em MC luôn mà sát hai cái mặt sát nhau vậy luôn. Chụp xong cái là đâu 15 phút sau là thấy hiện trên Facebook rồi. Là em thấy trong tin nhắn của em tin là thấy vợ em gửi cái tấm hình đó qua lại cho em rồi. Rồi. Còn sao? Rồi sao? Vợ gửi rồi vợ nói cái gì? Vợ nói là giống tình nhân quá. Tình nhân quá ha. Đó là dấu hiệu của ghen đó. Có cần thiết phải gần vậy không? Đúng đó, rồi cô. Em cũng bất ngờ tại vì hai người ta chụp điện thoại người ta tự sướng mà tự chụp mà cái là vô là vậy chụp vậy luôn là em đâu có đỡ được đâu. Với những cái tật xấu nhỏ nhoi như vậy thì em muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn một điều là cố gắng bớt bề bộn chút cho anh đỡ khổ thôi. Dạ. Mà ngày hôm nay các bạn đã ngồi đây với một cái niềm hạnh phúc này thì hồi đó chưa kịp để mà anh cầu hôn em đúng không? Dạ chưa luôn. Thôi thì bây giờ anh mong muốn được nhìn thấy một cái hành động từ em hả? Với vợ của anh luôn thầm cảm ơn em đem đến cho anh những cảm xúc rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì đứng trước tất cả mọi người và đặc biệt là cái sự chứng kiến của anh Đức Thuận và chị Hồng Vân, anh một lần nữa xin được cầu hôn em. Trời dễ thương quá. Trời ơi. Ôi, rất là bất ngờ. Chụp ngay một bộ hình, trời ơi đẹp quá, dễ thương quá. Hôn cái đi. Hôn nào, hôn cái chóc nè. Chóc. Dạ em tên là Đoàn Minh Thanh. Em năm nay 31 tuổi. Em làm nhân viên văn phòng ở một cơ quan nhà nước. Còn em? Dạ em tên là Phạm Thị Minh Huệ, 29 tuổi. Đang làm kế toán ở công ty xây dựng. Em 29, còn là Thanh là 31 rồi. Dạ. Thế thì cơ duyên nào hai bạn gặp nhau rồi thương yêu nhau? Dạ quen qua giới thiệu. Dạ hồi đó thì hai đứa em là ế. Bạn thân của em giới thiệu với em là có đứa con nhỏ bạn của em tao dễ thương lắm, có muốn làm quen không, cho số điện thoại. Cái nói rồi vậy thì đưa số điện thoại để nhắn tin làm quen thử. Ế có nghĩa là từ trước tới giờ là anh chưa bao giờ có một cái tình yêu nào cả hả? Dạ chưa có một mảnh tình bắt ba. Em chưa bao giờ hướng động bởi một nhan sắc nào? Không phải, yêu đơn phương thì có nhưng mà không có ai yêu lại. Mình đồng cảm với nhau á, anh cũng vậy, không ai thương anh cả. Sao? Không sao? Phải, tại vì tiêu chuẩn anh cao lắm. Tại vì lúc mà em gặp mấy người bạn của ảnh á thì nói là anh này phải có 4 tiêu chuẩn thì anh mới chọn làm người yêu, mà anh kiếm mãi không có ra. Vậy hả? Tiêu chuẩn gì? Thứ nhất đó là phải tốt nghiệp đại học. Thứ hai là nhà phải thành phố. Thứ ba là phải biết nấu ăn. Còn thứ tư thì em không nhớ. Là cái gì? Chắc đó là đi. Hiền rồi. Hay gì á. Rồi trong 4 tiêu chuẩn đó em có đủ hết không? Hên quá đủ. Hiền hên không quá, có nhưng quá mà ba cái kia chắc là đủ. Đủ hơn. Hên quá đủ. Tốt nghiệp đại học nè, nhà thành phố, phải biết nấu ăn. Dạ. Đó.
Thằng kia là gì? Hiền. Hiền. Hiền đẹp, hiền. Rất là hiền đẹp. Đẹp đúng không? Ngộ quá. Đời tao nói là ghét của nào trời cho của đó, hoặc thích của nào là trời không cho của nào đâu. Đó. Mà, ông có đủ luôn. Rồi hai người quen nhau lâu không? Lâu rồi mới cưới không? Cũng nhanh lắm, độ chừng... Quen một năm. Yêu nhau là một năm. Dạ, yêu nhau một năm là cưới. Yêu nhau là một năm cưới, là cưới. Cưới được 9 tháng rồi. Được 9 tháng. Trong cái thời gian tụi em yêu nhau đó, suôn sẻ không? Có chia tay lần nào không? Dạ cũng có. Đòi chia tay chia chân tùm lum hết á. Vậy à? Tại vì á, em cảm thấy á, anh này nó không an toàn lắm. Kết bạn trên Facebook á, ảnh có rất là nhiều em mà cứ theo ảnh không à. Mà hỏi ảnh thì ảnh cứ nói là chỉ là bạn cùng trường thôi, không có tình cảm gì hết. Nhưng mà em cũng không có tin lắm đâu, tại em thấy nghi lắm. Tại vì cái cách mà nói chuyện rồi, nói chung là hiểu ảnh rồi này nọ lắm. Cho nên là thấy cảm thấy giống như là anh này, ảnh quen rất là nhiều người. Ảnh quen mình là chỉ là tại vì chị bạn giới thiệu, ảnh nể quá, ảnh mới quen thôi. Cho nên cũng không thấy an toàn. Đó là cái lần chia tay đầu tiên là bởi vì em cảm thấy không an toàn. Hay là phải có một cái, lớn sự kiện nào đó để mà em quyết định em chia tay chứ. Cái ngày sinh nhật của ổng á, là ổng nói em là đi Campuchia. Cái xong rồi em nói ừ thì anh đi đi chứ em không có đi được, tại vì nhiều ngày quá. Cái xong rồi đi, rồi bữa sau anh úp hình chụp với gái, đứng hai người thân mật lắm. Thì em thấy em rất là bực mình. Bực mình chia tay luôn. Bực mình lắm nên em nhắn tin là chắc không có quen nữa đâu. Em cảm thấy không an toàn, không quen nữa đâu. Rồi lần thứ hai. Cái lần thứ hai thì hai đứa đang nhắn tin qua lại á, thì tự nhiên anh thú nhận là anh có đi BO hai lần. Tự nhiên anh khai vậy luôn. Zalo á, ngồi gánh, ngồi gánh tay bấm. Cái xong mà thực sự em có muốn khai không, hay là tự nhiên vô tình lố, làm lố lỡ đà đó, xong rồi phải phanh phui luôn. Chọc. Chứ đâu có đi đúng không? Đâu có. Đó em không biết được, mà lúc đó em thấy vậy á là em điên lắm luôn á. Cái em nói cái gì? Người đàng hoàng vậy mà đi BO hai lần. Trời đất ơi. Gì mà dễ dãi quá vậy. Sau đó là chia tay. Mà bạn này là muốn thử lòng đúng không? Chính là vậy, chỉ chọc thôi. Ừ. Chứ rồi, đâu có gì đâu. Nhưng mà rồi cái lần đó là chia tay trong bao lâu? Một hai tuần vậy đó, là gọi là dội bom tin nhắn á. Với lại mẹ em cũng khuyên á, bây giờ quan trọng là cái tương lai á, là coi có anh này có hay nhậu nhẹt, có lặp lại tiếp tục cái sự việc đó không. Nếu mà lặp lại nữa là chia tay thiệt luôn. Còn em thì em hỏi bạn bè thì nói anh này không có thích nhậu nhẹt. Nên như lần đó là lần chia tay nháp thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi còn chia tay lần ba nữa không? Tới lúc cưới là chỉ có gọi là trục chặt trước cưới thì có, chỉ còn trục chặt chuyện gì? Cái vụ em đi kiếm nhà hàng, bữa đó đưa má của em tới, má em coi coi có ok không á, tới thì má có vẻ không hài lòng, thành ra nổi nóng lên thì thôi con đổi, con không đặt nhà hàng này nữa. Rồi xong rồi sao? Lúc mà đứng đó là em thấy là anh nổi nóng, là anh đỏ mặt tía tai. Xong rồi anh vung tay vung chân, nói giờ mà cái tiền cọc đó là không cần luôn, thiệp cưới in rồi hủy luôn. Nói rồi anh quát quát lên lum á. Mà từ hồi yêu nhau tới bây giờ là lần đầu tiên thấy em anh thấy... nóng như vậy. Rồi lúc đó em cảm giác em sao, mất hồn muốn chia tay luôn hả hay sao? Đầu tiên là sợ. Ừ. Sau đó là cảm thấy trời sao con người này nó lại như vậy, sao nóng dữ vậy. Chở em bỏ về luôn. Nghe em tả có vẻ như mặt đỏ ké lên luôn. Đỏ ké lên luôn á, giận bơm, lắm. Bơm, chuyên gia bơm. Tính của em là cái gì đó bóp nhỏ lại được. Nhưng mà vợ em lại hình như ngược lại, tức nghĩa là nhỏ là nhỏ bự. Tóm lại là vợ thì cái chuyện nhỏ xíu thì muốn bơm lên nhỏ lớn. Còn em thì chuyện lớn thì cũng bóp cho nhỏ. Nó tóm lại là chồng bóp, vợ bơm. Kể tiếp luôn đi, tật xấu gì nữa. Cái này vui lắm. Kém tắm. Kém tắm hả? Đâu có tắm hả? Vậy nè, hồi xưa là lúc mà đi hẹn hò á, em rủ ở ngày thường á, không chịu đi. Cứ ghẹ thứ bảy chủ nhật thì đi, chứ còn mà ngày thường em rủ là không có đi. Là thứ bảy chủ nhật mới tắm thôi đó hả? Cái bác chưa biết lấy về rồi thấy lạ lạ, đi vô nhà tắm nhanh lắm, vô nhà tắm đi vô đi ra chắc vài phút sau đó hỏi vợ luôn, phát hiện ra là hồi đó lười đi làm về, không có muốn tắm rửa sửa soạn đi chơi với mình. Dồn lại là cuối tuần tắm lần đó phải không? Đúng không? Cũng một hai tuần đầu thì vậy thôi, nhưng mà từ từ thấy chồng ngồi chồng thắc mắc, thấy cũng tiến bộ nhiều rồi. Giờ hỏi lý do sao mà em làm biến tắm? Dạ. Chị cũng sợ tắm lắm á, tại mỗi người mỗi lý do. Dạ không phải, tại vì á em đi học yoga về á thì em thấy anh này chờ cơm thì ảnh đói lắm, 7:30-8 giờ rồi, cho nên là em vô á là em thay đồ rửa ráy thật sạch để xuống ăn cơm cho lẹ. Chứ còn ăn cơm xong rồi á thì lại no thì tắm nó đau bao tử, cho nên cũng không có tắm. Chứ còn nói chung là vẫn phải tắm chứ, nhưng mà thường là gội đầu thì khoảng 2 ngày gội đầu một lần, tại vì gội đầu nhiều không có tốt, nó rụng tóc. Tần đi yoga có 3 bữa có nghĩa là thôi
không được quyền bịt họng người ta. Người ta nói phải để cho người ta nói, tự do ngôn luận. Có tại vì anh này đó là anh sẽ bị tụt đường huyết cho nên em lo lắm. Chứ còn hả, muốn em tắm cũng được mà em tắm lâu quá, anh chờ là phải chờ á. Tắm lâu nhất là khoảng 2 phút không? Không, không, em xác nhận lại, tắm lâu nhất kia nha. Hình như được 5 phút hơn. 5 phút hơn nè. Cũng phải 15-20 phút chứ bộ, anh nhìn anh xạo quá. Bây giờ hỏi chồng nè, cái ngày lúc mà mới lấy nhau về phát hiện ra vợ làm biến tắm đó, cảm xúc em sao? Không, nó sẽ quen mùi rồi. Bây giờ nhiều khi em tắm nhiều quá em giận á. Quen rồi cho nên cũng không tới nỗi khó chịu. Thôi cứ vậy đi à, vừa tiết kiệm nước cho gia đình à. Rồi giờ tới em đó, nãy giờ ông khui em cái chuyện mà không tắm đó. Bây giờ em khui lại đi, không có tính xấu gì không? Anh nhiều lắm, quá trời, em viết 4 tờ giấy A4 mà. Có nỗi nãy giờ em đọc lại mà giờ em quên hết trơn, và em hơi run á. Thì cái tập thứ nhất của anh á là cứ mỗi sáng á là ngồi trong nhà vệ sinh rất là lâu. Kỹ mà, cái gì là đến nơi đến chừng. Ngồi hơn nửa tiếng đồng hồ, hơn nửa tiếng đồng hồ mà. Ở ngoài mà có cháy nhà chắc ổng không chạy ra đâu. Nói chung là cởi thỏ nửa tiếng đồng hồ đó. Cầm cái điện thoại là vô đó đóng cửa lại là cứ đúng 6:30 là mới đi ra. Đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn rồi mới đi làm. Hôm nào cũng như hôm nào. Một cái tật xấu là đi vệ sinh lâu. Còn cái tật tiếp theo á, ảnh á hả hay quên. Ví dụ như là ảnh chạy xe của em xong, ảnh về cái chìa khóa anh cứ cắm đó lên phòng ngủ. Sáng hôm sau em phải để bộ ra tiệm sửa xe. Tại vì đề ra không được. Hết bình luôn. Ồ, vậy cái mong muốn thay đổi của em đối với chồng là cái gì? Ảnh thì ảnh mê game với lại làm cái gì cũng chậm hết. Cho nên là em muốn là ảnh phải phụ giúp việc nhà nhiều hơn. Ừ. Còn em có mong muốn vợ ngoài cái chuyện là... nói đi. Thôi cười, tôi chưa nói gì. Không hiểu mà. Mong muốn vợ thay đổi điều gì Thanh? Muốn vợ bớt cái kiểu mà bập chợp, nóng tính, thiếu kiên nhẫn kiểu con nít đi. Tại mỗi lần như vậy là em nóng trong người. Còn muốn vợ thay đổi gì nữa không? Hòa đồng hơn với lại gia đình với lại mọi người. Tại tính vợ là hơi khép kín. Sao vậy? Sao lại khép kín? Thường là người lạ là em tiếp xúc ban đầu thường là em giữ khoảng cách lắm. Nhưng bây giờ đã sống trong gia đình chồng rồi thì giờ em vẫn khép kín như vậy hả? Dạ thì có những việc mà cần nói thì em sẽ nói. Em rất là lo là ví dụ như mình cư xử không tốt thì má buồn. Cho nên là thường là em cư xử đúng mực thôi. Chứ còn thân thiết, thân thiện hơn với mẹ đẻ thì vẫn chưa được. Nhưng mà em có nghĩ là cái điều đó làm cho má buồn hơn không? Đúng chắc không? Là có. Ừ. Thì mình cứ thử đi, mình coi má như má ruột của mình đi. Cái gì mình cũng hỏi, cái gì mình cũng sẽ chia. Tại vì người già bây giờ người ta có cái nhu cầu chia sẻ dữ lắm đó cưng. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn này là bổ sung cho nhau đi. Bạn này thì quá nhanh, bạn này thì quá chậm. Hai bạn nó mix lại, chia đôi ra là khỏe luôn. Là đừng có quá nhanh, quá nguy hiểm. Thôi chúc người ta kia, người ta muốn có con nè. Bây giờ nhân dịp hôm nay thì anh xin chúc cho cặp vợ chồng của hai em ha, mau chóng có một em bé. Dạ. Một em bé khỏe mạnh, kháu khỉnh. Dạ, cảm ơn chị. Vợ chồng em mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ, dạ, xin cảm ơn. Dạ. Có nhận nhìn anh em không vậy? Tôi nhìn cái mái tóc là tự nhiên hiểu. Giống như là gặp nhau đâu á, trong tiềm thức trong, hay là gặp nhau đâu đó ở đâu ở trong kiếp trước. Đúng rồi, anh em. Ừ. Tại vì chắc chắn là không thể nào gặp nhau ở chỗ hớt tóc rồi đó chị. Tại vì thường á, những người như anh em chúng tôi là tự xử không ạ? Đúng không? Đúng không anh? Rồi, xin mời hai anh chị giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Yeah. Hàng gì đẹp quá, hiểu không? Hàng gì đẹp quá. Tại vì ta làm thẩm mỹ viện. Thì đó, chăm sóc sắc đẹp, hàng gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp. Da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc, em rồi, sao vậy? Em mời anh. Trước hết thì em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Tâm thủy phong thủy tâm linh thủy. Và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đó. Đẹp thấy chưa, trẻ quá. 74 là lớn hơn em 5 tuổi á đó. Mà trẻ ghê không? Ủa, chị hỏi như vậy ánh mắt vậy là sao? Trời ơi, em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng tẻ vậy. Không, theo em thì là cái trẻ hình thức bên ngoài chưa quan trọng bằng cái nội thất bên trong mới là điều
Thì nội thất thì chị không biết, đây là nội thất em chị thì chị không biết, nhưng mà đáp nhiều khi em chị nó hay buồn buồn bã những chuyện không đáng, xong rồi vất hằng thời gian đó. Tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần ấy, chứ không phải nội thất là nói là cái tinh thần đó. Tinh thần mình tâm là như, dạ. Tinh thần mình lúc nào cũng như là đấu chiến gì đó. Dạ. Tinh rồi thần nó đang già, tinh thần nó hiện giờ đang già. Dạ. Đó, em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của dạ, em rồi. Để relax và dạ, để tân trang lại nhan sắc. Renew lại cặp visit nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Dạ. À, lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ. Thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn. Thì gặp nhau trên chuyến bay thì lại cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị biết chia sẻ, chị cũng nói là à nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. À đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, rồi lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu cho hai đứa. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ ở sống ở Sài Gòn của mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ, anh ấy đúng dạ, là đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? À dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Có bạn này có đi không? Tức là em đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cúng bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo. Thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không, em không nghĩ tới bởi vì mà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ bà, tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, phải nói thẳng ấy. Thì em không hiểu lý do gì mà tự nhiên bà một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi. Nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị mới tự đi, thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn ở trong này. Thế vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em, chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái sau tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này. Tao thấy cô bé này cũng được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em không không tức là không, mình thế nào nhỉ? Em cảm thấy không tin lắm, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình, đúng với hai bà chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thì với cô này thì em mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà, tôi sự lựa chọn của tôi và hai tôi cũng không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi. Thế bao giờ tôi có duyên để nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tình toàn, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn cơ, nhiều mồ hôi. Em đội một cái nón lên, em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thế thấy cô bé này trắng trẻo sáng sủa. Xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô ấy thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi lao láo, kiểu như xính lao. Xính lao. Em thực sự trong miền Nam gọi là chảnh đấy, bảo chảnh chảnh hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế. Thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con. Em thích đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay. Thế em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thế bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ đói rồi hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em để cố gắng chị cứ đẩy thuyền đẩy thuyền ạ. Thế có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là bạn, em thấy bạn hơi ít kêu. Mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện
thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai, thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị, và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo ồ tuổi hổ thì mình 92, chắc là 86, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từ người hơn tầm đấy tuổi. Mình cũng đang độc thân, lại sống ở Sài Gòn nữa, là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp, sang, trông quý phái. Thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi, thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là hổ nhỏ em ạ. Em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời ơi, 74 nhầm sơ sơ là hình như là hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo già dai, xấu. Là một bác dai. Vâng đấy, vâng đấy. Hôm nay gặp một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh là mặc... ngay hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ư, cái hôm mà anh đi đón mình á. À, là trẻ đó. Là hôm sau đấy, sau gặp rồi mới nhìn thấy. Là trên máy bay ạ, sau mới gặp thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trong kiểu dạng như là hơi teen boy thứ này, cũng kiểu gu mình cũng thích gu mình luôn, nhưng mà mình vẫn phải kiêu ạ, tại vì già mình đó, trẻ thì... mà mình có quyền bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định đó. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói là chị của anh Sơn là không có tin và không có đi cúng, mà tại sao lúc đó tại sao lại là quyết trời xui đất khiến gì mà sao phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nối với Sơn. Đúng không? Đúng. Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong rồi cũng về là cho số điện thoại ạ. Là thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi, nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, anh biết nhà rồi. Là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không, anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Thì cũng cảm mến rồi. Dạ vâng, sau đó rồi thôi. Cảm mến rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Dạ chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Rồi. Thực ra cái thời điểm đó thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, thế là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em mới tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như già đầu mà, thế mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu anh rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà tức là bao nhiêu người hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả, anh nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi, chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ, thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này, em bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự, rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm, nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Thế xong rồi là em thấy rằng là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm, em bảo là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi, lúc ấy đưa nhau về thì em với ôm, em giả vờ em gì em hôn nhẹ và chán, thế xong là thấy có vẻ chịu, thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ, sau một tuần thì em với cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn, em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán, thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là thôi hay về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy, để biết nhà biết cửa nữa, tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy em đưa bạn về nhà thì đó, chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng người Bắc, có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không?
mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu. Tại vì chị mới tiếp xúc với mình, không thể nào tự dưng chị thấy mình có hai mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi thì đứa nào nó chịu, đúng không ạ? Nên lâu ra là mình sợ là giấu, hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được, dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại, nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn của cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong từ một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ gả chồng, xong lại cầu liền đến anh này luôn, là cũng là đến tuổi, gọi là cũng quá tuổi rồi, thế là cũng mong là có vợ. Cũng là cái duyên ấy ạ, cầu đó thì gần như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh. Dạ vâng. Thế xong rồi xong đấy, người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết, đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy. Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy thực ra là nằm trong suy nghĩ của mình, là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì anh không. Anh ấy là thuộc tiếp nào? Giống tiếp nào? Dạ vâng. Cũng như là cái phần súng ống thôi. Dạ. Còn cuối cùng thì ông ấy là tiếp nào? À, thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế nếu mà so với lứa tuổi thế thì nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại là lại kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê, cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi, sau em bảo bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chán nhiều bạn lắm ấy. Đấy, chán nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn. Tư vấn sư. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có. Dạ có. Bao lâu thì mới cưới? À, được 7 tháng ạ thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật này. Tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Cứ đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm cơ. Thế xong rồi tư vấn, tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn, em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này giáo sư không cần phải tư vấn, mình còn nếu các trình kia là chưa đến tuổi nên tốt nhất có gì hỏi anh. Nhưng mà cứ tìm lục lọi tủ tiếp rồi xem, kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không. Để thắc mắc như thế mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này, là bóc phốt không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này, quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn lên. 42 độ là cao. Dạ, vâng. Số rét luôn. Mà mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra tức là hành động. Thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Thuốc tan gì đấy. Cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mày lây siêu vi luôn. Hôm sau phải đi, hôm sau phải đi nhập viện truyền nước luôn ạ. Siêu vi với ông à. Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra thì còn là dạng xịt cho thứ mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo trời ơi, thời cơ đến rồi. Tức là nằm một chỗ lên như này, mình chăm sóc mấy ngày trời là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được. Là cô bạn chỉ có bảo là thôi. Chắc chắn chơi thuốc. Ôi tội nghiệp. Qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Đi truyền nước. Không, nhờ chị muốn hỏi em nè, cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực ra thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần hai thế hệ. Thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện là em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi, tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết, thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi ấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình, là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn, vì bé quá tự học. Tức nói chung là
nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, anh là tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thế đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai á, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy. Rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là theo đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ. Chứ còn nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế. Cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương và em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD, đây là những cái vấn đề cốt lõi tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta cũng không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn, thế nào họ sẽ giãn ra. Thì hay đó quá. Là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Có chia tay không? Dạ có. Có mâu thuẫn lý do đừng có nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. Dạ không, cũng có cũng có, nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi, mê quá nên là sang ở dọn ở chung luôn, mặc dù em đang ở với bạn em. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm. Địa chỉ ở cũng gần gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, là đang quen. Không biết ai ạ. Và cứ số lạ lâu, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần. Em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này, chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ đi, em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên không? Chắc là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó, khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi, em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Thì em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị lấy đâu ra mà không. Ai phá, có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm, mới yêu mà không quên được, cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn cứ tìm cách nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng thì là công khai trên Facebook, up ảnh lên thì chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám thú lộ. Không có đâu, yêu rồi bạn. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người đấy, yêu. Đấy, tức là có trong đó. Nhưng có mà một tới cô. Bây giờ là em vẫn không biết luôn. Dạ, số điện thoại. Đó, không biết nạc là danh đó là. Nạc danh là ai, vâng. Cứ phím đến là nói mé để cho mình để cãi nhau đó. Nhưng mà nhưng mà nói chung là chắc là không được phá cho hôi, nhưng mà phá ông nổi. Nói chung là đốt nhà mà đốt không được. Đốt nhà, đốt được. Ông buôn bất động sản lại ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép, ông nhà lá lại không đốt ông được. Dạ. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay à? Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gây cấn. Mà là cái chuyện là, tức là thời gian là lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu mà. Mấy tháng đầu thì vui lắm. Tại vì anh này lúc đấy là cũng đang là, anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới. Nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online, buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia. Hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quán nữa, nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mấy ấm gia đình. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó, thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn. Tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp đó. Em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi,
phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu. Em ấy lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là em về tính anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề, tức là khó tính, hay là anh hiểu là như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục em, nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp em thấy em thiệt thòi không. Đây là những cái nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không, chuyện đó mà là và suýt chia tay, suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng dạ, cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Em thực ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi, mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp chứ, phải dạy nó chứ. Dạ vâng. Nhiều biện pháp, tức là để, thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một gần năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tới bây giờ là lên không? Cả một cái album, lên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, đấy, nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Có nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó đúng không? Đến tháng 3. Thế xong đấy thì là mình chắc là phát hiện. Thực ra rất bướng, vẫn không nghe đâu. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Thế nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em sẽ hướng dẫn mình. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chính ra bạn này lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cô xui là bây giờ phải bỏ thử. Tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu bỏ, đòi bỏ. Tuy nhiên về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn cho em cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em của em nghĩ tới đây, em nghĩ là rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện mà mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, tôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ chiêu trò cả. Rồi sao? Đủ chiêu trò. Rồi sao? Chị ok thì rồi sao? Dạ, bắt đầu tự dưng thấy chột, thấy là thấy là mình hơi quá rồi, tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng vẫn hỏi là tại sao em lại như thế, anh thấy đang bình thường. Nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ bất bình đây thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại em đã thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh thế rồi sau thì sao? Rồi sau đó thì chính em là cái người phải anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Tắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì về lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. ok đợi xíu thay mic rồi bây giờ mình vô luôn cái phần kia nghe. Dạ. phần đứa nào dán kem kem trong mà cái đó đụng vô dạ nó bị rớt xuống ok. Alo rồi như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 6 năm dạ, từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi, nhưng mà trước đó là quen quen được 7 tháng. 7 tháng. Dạ. 7 tháng, bé. 6 năm cưới. Được rồi. 6 năm 7 tháng về ở với nhau này thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà cái như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Dạ. Đó. Cái này cho ông xã em nói trước. Đâu, ai cũng có phần hết. Đã. Em nói trước đi. Thì em nói trước. Ok, mẹ nói đi. Dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là
hút thuốc lá, hút thuốc lá nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu. Trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, chắc là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ. Cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại. Cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn, nhiều hơn. Chịu không nổi đúng không? Vâng, nhớ. Mà đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ. Bỏ được từ lúc có bầu đến lúc bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Lại hút lại và lại nhiều hơn. Lại nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết ra. Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc. Rồi còn tật xấu gì nữa? À, một tật xấu nữa là anh này ví dụ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau, đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết, nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu đấy là anh ấy trẻ hơn tuổi anh cứ hay hớn hơi quá. À hớn là hớn à, tức là hớn hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng mà em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. Nhưng anh thích nghe nhạc mạnh thôi ạ, chỉ ba mấy thôi ạ, lúc nào cũng đi chơi nhạc nhiều, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thích nghe êm dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Mình tập đấy ạ. Tự tập. Rồi tiếp nữa là hớn này, hớn cái gì nữa? Hay kiểu như ông trêu mình quá mức cơ, trêu để mình phải bực mình lên rồi trêu con, trêu con khóc lên thì thôi. Đấy là tính kiểu như thế. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là ví dụ như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không chơi. Nhất quyết nha. Tức là tại vì người ta là về phong thủy. Phong thủy đấy, giả dạ, là về rằm 30. Mùng 1 ngày rằm rồi là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám giỗ nữa cơ. Trước đám giỗ của thất bát các chưa đám giỗ các cụ là không đấy. Kiểu có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là biết như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn, vậy như kiểu là mình ví dụ như mình khi mình ngủ xong thì mình muốn nằm ngủ luôn mình, nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống, xách xe ra ngoài đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy là xong rồi, là vâng xong rồi chứ không cho ngủ luôn, không cho ngủ luôn à? Đây mệt cũng không cho ngủ. Bây giờ ông về lấy tinh hoa của trời đất đừng góc vào đấy lại. Đúng rồi. Chính xác, chính xác, chính xác. Đúng không? Mình kiểu như toát ra là phải tổn hao chân khí rồi. Bây giờ mình phải lấy cái tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Thì thực ra đàn ông vào những cái ngày đó, ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa giông bão đó thì là mình nên, để làm sao giữ được cái thể trạng thì của mình đấy, nó bị hao tổn chân khí đấy ạ. Cho nên là mình bán thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy, võ thuật ấy là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí là võ đấy, cũng thế đấy. Thế nhưng mà em toàn bị lừa thôi. Ê, nhưng mà lâu bị lừa giống như siêu vi xe, ô quên cái gì, sốt siêu vi. Tức là này, em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là đến cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bán thí dụ bán biết là em quên, bán biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bán lừa trò. Lừa trò xong rồi bắt đầu bán bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tẽ tò, em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Chị kia đã xong rồi. Xong rồi. Dạ. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Cái đấy là do tính người ta, chứ lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Đấy, liên quan công việc người ta là. Rồi như vậy là hút thuốc nè. Hớn. Dạ vâng. Rồi, bỏ cái đó ra. Bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Với lại anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi Sơn. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình bớt đẹp. Mình bớt từ con từ. Con ngoan. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi. Đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhỏ. Dạ đúng rồi. Em văn minh lắm. Em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm, 20 năm nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy, mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Chia sẻ. Nói thế. Không thấy thế bây giờ ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là có nhiều không anh Sơn ấy? Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống,
lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm, lười tập thể dục, lười tập thể dục. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nên nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái, là em phải nhắc, tức là phải xếp lịch theo giờ. Có như là lười vận hành, đó, lười vận hành. Chứ còn mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, đây, phải đợi, tự nhiên phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Ví dụ kiểu là em thích là kiểu dạng như là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, nếu như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm phải tập thể dục đi chứ không có sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không làm gì hết. Như cái chuyện mà ngày trước em có nói rằng là anh không tiếc là cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ, thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, người khác, cho nên mình phải tự giác cho bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ. Đó, thế là đấy rồi, là cái điều rồi, có gì tính nữa đấy nè? Là xếp vào tính xấu nhá, lười đấy, lười có còn gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn có ghen không, có ghen với em không bây giờ, còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao. Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy, thấy chưa, chị không nhắc là em quên rồi đấy. Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Là có đúng không? Cho nên là đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi. Thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền, đừng gọi, nhưng mà gọi dối lên. Cho nên thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này. Bởi vì là em muốn thanh minh một chút xíu. Tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài, ông bồ bịch trai gái gì. Tại vì sống với nhau từng đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này. Bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà. Thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế thì là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về thì đề. Tức là bắt phải mang điện thoại đi gì, nói chung là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi, gấm tôi thử biết. Ôi trời ơi. Như vậy là có hai tập nha. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười, là cái là ghen. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc nó đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này, rồi giờ giấc công việc này, cho con cái này, nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, dạ, sắp xếp công việc ở nhà cách hợp lý, đúng không? Ông xã làm hết cho em, không phải làm gì thì ông chiều. Chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết. Từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc, rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái của chồng mình đều như thế hết. Tức là cố gắng tập. Đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ. Đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá. Mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha.